Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chào các anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn yêu mến, theo dõi và đồng hành cùng kênh của chúng tôi. Các anh chị và các bạn thân mến, sống khỏe, sống lâu là khao khát của bất cứ ai. Thế nhưng bí quyết để có được điều này nằm ở đâu? Lâu nay người ta vẫn cho rằng cần phải ăn thật nhiều cao lương mỹ vị, thực phẩm bồi bổ hay chăm luyện tập thể dục thể thao mới là phương pháp tốt nhất giúp trường sinh. Tuy nhiên thì người xưa đâu có điều kiện chăm sóc sức khỏe như bây giờ, nhưng cũng vẫn có những cao nhân trường thọ đấy thôi. Bí quyết đơn giản nằm ở những động tác khởi động ngày mới 10 phút mỗi sáng sau đây. Cùng khám phá để áp dụng sớm các bạn nhé! Sáng sớm dậy chỉ cần xoa chỗ này sẽ trẻ khỏe sống lâu, tỉnh táo minh mẫn cả ngày. Người xưa có răn dạy rằng, mỗi một năm, mùa quan trọng là mùa xuân. Một đời người quan trọng nhất là thời trẻ, còn mỗi một ngày quan trọng nhất chính là thời gian buổi sáng. Câu nói nổi tiếng này ý nhấn mạnh rằng, có những thời điểm bạn cần phải chú ý tận dụng, nếu để nó trôi qua mất thì sẽ không lấy lại được nữa. 10 phút đầu ngày sau khi thức dậy chính là thời gian vàng để chúng ta chăm sóc sức khỏe, giúp bạn làm tăng tốc độ tỉnh táo, mạnh khỏe toàn thân và kéo dài tuổi thọ. Sáng ngủ dậy, hãy dành ra 10 phút làm vài động tác này, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy vui sướng cả ngày. 1. Sáng ngủ dậy, hãy xoa nóng bàn tay. Khi bạn vừa tỉnh dậy, dùng hai bàn tay úp vào nhau và xoa đều khoảng 300 lần cho đến khi tay nóng lên. Da lòng bàn tay đỏ hồng lên là được. Khi hai bàn tay hoạt động nhanh, cọ sát vào nhau nhiều lần liên tiếp sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm thức dậy ý thức của bạn, giúp cho toàn cơ thể của bạn như được đánh thức sau một đêm ngủ dài. Hành động này sẽ giúp bạn tránh được một việc nguy hiểm ngay sau khi thức dậy, đó chính là lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, nguy cơ gây chóng mặt, choáng, thậm chí ngất xỉu. Khi xoa tay, các huyệt vị trên lòng bàn tay được kích thích, có thể mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể như thông lục kinh, khỏe nội tạng, điều hòa âm dương và khí huyết, làm mềm khớp, thư giãn vai, giảm mệt mỏi và làm cho mắt bớt áp lực, thị lực rõ ràng hơn. 2. Hãy dùng tay cào tóc, cào trên đầu của mình. Bạn dùng lòng các đầu ngón tay, chú ý là các đầu ngón tay chứ không được dùng móng tay. Cào 10 đầu ngón tay từ chân trán lên đỉnh đầu, kéo ngược xuống tận gáy thì dừng lại. Cào đầu liên tục trong khoảng từ 30 đến 50 cái hoặc liên tục trong 1 phút thì có thể dừng lại. Việc dùng các ngón tay cào trên đầu có thể kích thích vỏ não, thúc đẩy sự trao đổi chất, cải thiện trí nhớ, làm tăng lưu lượng máu trong não, làm cho gốc chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tóc sẽ dày lên, đen và sáng bóng. Trên đỉnh đầu chúng ta có huyệt bách hội. Nếu thường xuyên xoa bóp huyệt này sẽ mang lại nhiều tác dụng lên toàn bộ vùng đầu, nơi tập trung các kinh tuyến. Chải đầu mang lại tác dụng làm lưu thông các kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng của chức năng bên trong cơ thể con người, là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và tăng cường sức mạnh cơ thể. 3. Tiếp đến, hãy xoa bóp vành tai. Dùng các ngón tay của bạn, dễ nhất là dùng ngón trỏ và ngón cái. Xoa bóp day bấm vành tai từ trên xuống dưới, rồi ngược lại từ dưới lên trên, cho đến khi bạn cảm thấy tai nóng ấm lên. Vành tai khi chuyển sang màu đỏ hồng, tức là mình đang làm lực vừa đủ. Làm liên tiếp động tác này ít nhất là trong 1 phút. Động tác này rất tốt đấy nhé. Vành tai được xem là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Có rất nhiều huyệt vị nằm trên vành tai. Nếu bạn chăm chỉ massage tai thường xuyên, có mang lại tác dụng khơi thông và nạo vét kinh tuyến, giúp máu lưu thông nhanh hơn, từ đó điều chỉnh các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. 4. Xoa phần mũi. Dùng ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay, chà sát lên phần sống mũi hai bên liên tục khoảng 50 lần cho nóng cái ống mũi lên hoặc đến khi có cảm giác thông mũi là được. Động tác này đặc biệt cực tốt cho người bị bệnh về đường mũi hay hô hấp. Ai mà mắc viêm xoang, viêm mũi dị ứng hay kiểu dạng như vậy, cứ làm là đỡ nhiều lắm. Làm đều, nó còn khỏi luôn. Khi bạn sử dụng ngón trỏ xoa xoa vùng mũi, có thể làm thông mũi,
khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, đường hô hấp, viêm phế quản. Không những thế, đây còn là hành động tuyệt vời giúp bạn phòng ngừa bệnh tim, xơ vữa động mạch. 5. Xoa rốn. Cách làm như sau. Sử dụng lòng bàn tay để chồng lên nhau và xoa bụng vùng xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ. Xoa đều vùng bụng như vậy trong 1 phút. Việc xoa bụng xung quanh rốn nhẹ nhàng có thể giúp cho khí trong dạ dày và hệ tiêu hóa được lưu thông, thúc đẩy quá trình qua khí tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả hơn, đồng thời đào thải được những khí thải ra khỏi cơ thể. Massage vùng bụng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy cũng sẽ phát triển thói quen tốt cho ruột, giúp làm tăng sự hoạt động của ruột, xả chất thải và trao đổi chất một cách dễ dàng. 6. Vươn người, co duỗi chân tay. Cách làm rất đơn giản. Nằm ngửa trên một mặt phẳng, hơi ngả đầu ra sau, ưỡn ngực lên. Chân tay dang rộng ra và vươn tay vươn chân, vươn vai dài hết mức có thể, kéo căng toàn bộ cơ thể của mình. Thông qua việc kéo giãn tay chân và toàn bộ cơ thể sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn đến tứ chi, giúp bạn nhanh chóng tỉnh lại. Đồng thời máu tiếp tục quay trở lại tim với tốc độ nhanh hơn, cung cấp khí huyết cho tim và não, giúp cho bạn phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Đây cũng là cách tăng cường sức khỏe gân cốt. Xương cơ đều trở nên linh hoạt hơn, tốt cho những người đang bị xương khớp hay đau cơ. 7. Chà sát bàn chân. Bạn ngồi dậy, xoa hai chân vào nhau hoặc xoa bóp massage chân cho đến khi bàn chân nóng lên. Thực hiện xoa nóng bàn chân với lòng bàn chân và toàn bộ vùng chân trong khoảng 1 phút. Dưới lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền nổi tiếng. Đây là điểm khởi đầu của trung tâm kinh tuyến thận. Huyệt này có tác dụng làm dịu các dây thần kinh, làm mới não bộ, giúp tỉnh táo nhanh, làm thông các giác quan, mở các lỗ trên cơ thể để đón khí mới, ổn định tâm thần và sức khỏe. 8. Vặn mình. Bạn nằm ngửa trên giường, sau đó lật người sang trái rồi sang phải, kết hợp xoay vai, hông, eo, lật qua lật lại nhẹ nhàng cho cơ thể vận động trong 1 phút. Động tác này có thể làm cho các khớp cột sống và lưng cũng như cơ bắp trở lại hoạt động đầy đủ và hoàn thiện sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi ngủ, cơ bắp sẽ cứng lại. Vận động này sẽ giúp cho cơ thể mềm mại trở lại. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Tuổi thanh xuân đến và đi thật là nhanh thưa các bạn. Chúng ta chẳng thể nào níu giữ được thời gian. Nhưng chắc chắn chúng ta có thể giữ được phong độ cho vốn quý nhất của đời người, đó chính là sức khỏe. Để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, một sức khỏe dẻo dai, kể cả khi tuổi đã cao, bạn nhất định phải biết 10 thói quen siêu đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả sau đây. Và nhớ là áp dụng chúng càng sớm càng tốt nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có được sức khỏe thật sung mãn. 10 thói quen siêu đơn giản nhưng lại giúp kéo dài tuổi thọ mà nên thực hiện ngay từ khi còn trẻ. Hãy chủ động níu kéo tuổi xuân của mình bằng một vài việc làm sau đây. 1. Ăn nhiều rau xanh. Việc chủ động ăn nhiều trái cây và rau xanh sẽ giúp bổ sung đủ hàm lượng vitamin cần thiết cho cơ thể. Nếu bạn ăn đủ lượng rau xanh hàng ngày thì cơ thể sẽ trao đổi chất tốt hơn, từ đó cũng giúp kéo dài tuổi thọ rất hiệu quả. 2. Ngủ trưa mỗi ngày. Trường Đại học Harvard đã nghiên cứu và làm một cuộc khảo sát để thấy mức độ quan trọng của việc ngủ trưa. So với những người không ngủ trưa, những người ngủ trưa thường ít có nguy cơ tử vong vì bệnh tim hơn 40%. Nói cách khác, ngủ trưa sẽ giúp tái tạo năng lượng và giúp bạn sống lâu hơn. 3. Đi bộ ít nhất 7 giờ một tuần. Bạn có biết rằng nếu chăm đi bộ thì tim, phổi sẽ làm việc hiệu quả, từ đó làm trì hoãn quá trình lão hóa của cơ thể. Chỉ cần dành ra vài phút đi bộ vào mỗi sáng và mỗi tối là bạn đã giúp kéo dài tuổi thọ của mình hơn rồi đấy. 4. Ăn ít nhất 1 con cá mỗi tuần. Phần thịt cá có chứa nhiều axit béo omega 3 nên sẽ giúp bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để tăng cường sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Vì vậy, hãy ăn nhiều cá hơn. Nhưng tốt nhất là nên hấp cá, chứ không nên chiên ngập trong chảo dầu. 5. Ăn ít thịt đỏ.
Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng những người ăn thịt nhiều có nguy cơ bị cholesterol cao hơn so với những người ăn ít. Thịt đỏ có ảnh hưởng đặc biệt đến sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, nên bạn cần chú ý ăn điều độ chứ không nên bổ sung quá nhiều. 6. Chơi nhiều trò chơi trí não. Bộ não cần được hoạt động thường xuyên nên bạn cần tạo các hoạt động rèn luyện trí não. Hãy thử thách bằng các trò chơi trí nhớ. Điều này có thể làm trì hoãn tốc độ lão hóa não và làm kéo dài tuổi thọ hiệu quả. 7. Làm nhiều việc nhà hơn. Thực tế, chăm chỉ làm việc nhà cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong. Khi làm việc nhà, não bộ của bạn sẽ phải phân chia và điều phối kế hoạch. Quá trình thực hiện sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái đầu óc và thư giãn hơn. Nhờ đó, não bộ sẽ được kích hoạt và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, thường gặp ở người già. 8. Coi các loại hạt như món ăn vặt. Các loại hạt là thực phẩm tốt, rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa. Nó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ sức khỏe tim mạch và có thể trì hoãn quá trình lão hóa diễn ra. 9. Trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Trò chuyện tưởng chừng là một việc rất đơn giản, nhưng thực chất nó lại là bài tập rèn luyện thể lực và trí lực. Bạn sẽ phải luyện phản ứng nhanh bằng kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ. Đồng thời, trò chuyện nhiều hơn với mọi người sẽ giúp xua tan lo lắng, buồn chán và giúp bạn có tâm trạng tốt hơn. 10. Thường xuyên phơi nắng. Thường xuyên phơi nắng, vươn vai, hít thở không khí trong lành sẽ có tác dụng giúp đẩy cơ thể con người khỏe khoắn, năng động hơn. Nhưng bạn cần chú ý, chỉ phơi nắng khoảng 30 phút trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều vào mùa hè. Còn nếu là mùa đông thì bạn nên thường xuyên phơi nắng hơn.